Tại Hà Nội vừa qua đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các chuyên gia Nhật Bản và công ty GOG Việt Nam về chuyển giao công nghệ sản xuất trong điều trị xương khớp để đưa tới người tiêu dùng sản phẩm viên sùi Gen S hỗ trợ điều trị các bệnh lý như thái hóa khớp, thái hóa xương, bệnh gút. Đây là dấu hiệu đáng mừng không chỉ với ngành y dược Việt Nam mà còn là sự an tâm đặc biệt cho người già đang phải chịu đựng cơn đau nhức xương khớp tê cứng lâu năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh xương khớp ngày càng gia tăng nhanh trong những năm trở lại đây và có xu hướng trẻ hóa. Đó là lý do mà sản phẩm xương khớp Gen S được bào chế dưới dạng viên sủi với tính năng ưu việt, tăng khả năng hấp thụ, chất lượng an toàn trở thành xu hướng lựa chọn hàng đầu của những người tiêu dùng thông thái trong thời gian sắp tới.